Sớm trời mưa rồi, cả nhà ơi. Cái cầu quay xong lửa cá được chút xíu, trời mưa rồi. Trời mưa anh em lửa cá trong mưa luôn nha. Sáng nay cũng có tôm nhiều nè. Tắm nước mặn của này coi có nước mưa tắm mà má chết luôn. Lạnh không em? Quá ấm luôn ha. Chắc con em lại lạnh nè. Chung là đây có mưa không sao đi nè. Khá là mát luôn. Hết luôn đi.
mấy miếng bự lên nha, mấy miếng bự bự bỏi bỏi kìa. Tôm được nhiêu đây nha, mấy muối cá rồi tắm xong nữa nha, giờ chuẩn bị dọn cơm đó mà mình ăn nha. Tuần sáng được cá nhỏ làm cũng gọi sớm à, giờ này chắc tầm 8 giờ mấy sáng nha. Nam đang chuẩn bị dọn chén ăn cơm nè cả nhà, thấy này giang hồ nó xăm mình tùm lum chưa nè, này nhả gậy xuống ác nha, quá trời giang hồ rồi. Anh Trọng Đen nha, Trọng Đen ở Phú Quốc nha, tay cũng có xăm mình nữa kìa, cái này thấy giang hồ dữ dữ không à. Bây giờ mình đem mình chuyển dụng nào, chuyển dụng ngoài cửa chén nào, 2, 3 khoan nha, quay buồn rồi chú ba ơi. Ăn đi. Cái gì? Ăn đi. Sao mà chú ba mới thua mà chú ba thái độ rồi. Chết luôn rồi. Ăn này ba cái được thử ăn không? Chung là bữa nay mình ăn cơm thì có chú ba cửa chén rồi nha. Nói chung thì ăn cơm trên biển thì cũng đỡ. Ăn mình có gần cửa chén gì chân á. Chung là chú ba thấy lớn rồi coi mấy đứa nhỏ nhỏ thì khỏi cửa chén nào để chú ba được á. Ăn đi. Ăn đây, không cá này, đanh đanh vô đi. Nó có chuyện gì vậy? Rửa chén không nóng mà nóng cái vụ quay phim đây nè. Ăn rồi đi lên ngủ hết. Rửa cái, rửa thì đây ta. Ăn cơm rồi vậy lên giờ cho chú ăn rửa chén gì nè trời. Làm á, nhỏ mà. Tiền của bác hồ mà, bác hồ chỗ. Xin ơi. Tôi bóp luôn. Cái ghê luôn. Bóp cho úp nhau. Bóp chao luôn. Ôi trời ơi. Gạch đó.
Tua này con nào cũng gạch chứ nó. Sống luôn nha. Quá bò. Kẻ luôn phải này. Cua đó. Con cua. Đây đây con phải này, con nghe em. Đây con nè. Lú càng ngu nghe. Bây giờ mấy anh em đã lựa cá xong rồi nha. Đây. Giá này cũng được hai vội ngoài mực này nha. Đột với mực nang. Tầm 70-80 kg. Hai bộ này đầy luôn nè. Hai bộ này gần 70 kg rồi đó. Còn ba mấy 40 kg luôn. Mực tột nó nặng lắm. Cá sô có 5 kg cá sô à. Giờ là cá sô nhỏ với cá phèn cá mối vậy luôn nha. Sớm không biết làm món gì ăn cơm. Con ít ghẹ ngọt nè. Em sẽ bắt ghẹ này em sẽ gan me ăn nha. Ghẹ lặt ngọt hết trơn này nha. Mà nó còn rất là tươi nha, chứ đừng nói ngọt mà nó bị tươi nha. Đó, giờ em sẽ làm sạch nó rồi đi gan me ăn. Chín nhưng mà ngoài biển chiên lâu lắm nên em trụng cho nó chín là em gan me à, chứ mà chiên thì lâu lắm, ngoài biển thì không có thời gian nhiều nữa. Sờ lên cho nó chín cái đây. Đây là tô nước cốt me em đã làm sẵn nha, me với nước mắm, đường với nước nha cả nhà, nó quậy sẵn hết trơn rồi. Em sẽ phi tỏi. Cơm chiều nha cả nhà. Nghe ra me nè.
đó, phát biểu là chính xác chứ đó. Tao đã cho nó ăn rồi xong thưởng thức nha. Thật lòng nha. Này nói chung là cái thèm cái đẹp được. Dạ. Là ngon là dở biết đừng mà. Trời ơi, cứ ngon. Gấp gấp bí ơi, thiếu mặn hay mặn hay ngọt là. Nè, không không bằng thiếu mặn. Nướng không ngon. Chúng ta cũng rẻ bữa nướng mà tiền cũng mua. Sầm cái ăn cơm chó ngon nha cả nhà. 1 2 3. Nè. Con kéo lóc đinh chết nè. 1 2 3. Con kéo lóc đinh chết nè. Cây kéo à. Thua. Bữa nay mày mới chịu cửa hả nhà? Dạ dạ dạ. Bữa giờ mày đi vô cũng hơi nhiều quá nhà ơi. Mà nãy mà ra kéo banh rồi kéo hành bụng miếng. Quá búa mà. Không à. Cao buổi tối bữa nay khá là nhiều cối. Bên đây thì đồ dơ luôn nha, kè cá
coi hồi lửa đừng nhiều mực nha. Mà nó neo lại vậy á. Cái này là tao mà. Nè, 2 3.
ăn uống rồi xong bỏ chén đây tôi gửi cho. Không có gì đâu buồn, mấy người muốn hại người ta thường thường hay vậy lắm. Ăn đi mày ơi, có chuyện nhiều quá à. Eo mà eo. Ăn đi, nói chuyện hoài nha. Thua là không vui rồi đó. Thua cái mắt vui rồi đó. Ăn không cháy không vậy đấy? Cháy lâu lâu đói đi. Cháy đói không trời. Khó tiêu lắm đó nha. Mấy người gần chết cháy. Sáng cũng làm việc sớm hết trơn, 4 giờ rưỡi sáng là mấy anh em phải thức dậy để làm việc giá cầu bà.